Hello, mình là Tiến ở Tegaming đây. Sau bao lần chuyển sinh vào những thế giới Weibo khác nhau, thì lần này mình cũng đã quay về thế giới bình thường rồi. Nhưng mà thế giới bình thường này, nó có hơi thật một xí. Vậy nên, mình quyết định đặt tên cho thế giới này là Minecraft siêu thật. Và thế giới này sẽ có những gì đặc biệt, và mình sẽ cố gắng sinh tồn 100 ngày như thế nào trong thế giới này thì mời các bạn đón xem nha. Trước khi vào video, thì mình xin các bạn ít giây để thông báo một tí nha. Hiện tại, thì mình đã comeback lại tựa game Mini World trên kênh Tiến NT Mini World. Bạn nào mà xem kênh của mình vào những ngày đầu tiên thì đã biết rằng kênh mình làm về Mini World. Giờ thì mình sẽ comeback lại và đăng video thường xuyên trên kênh Tiến NT Mini World. Mong được các bạn ủng hộ nha. Nắng âm lùng lên muôn hoa vàng, nhìn đẹp quá trời ơi. Công nhận là cái đồ họ nhìn nó thật thật, đẹp thật sự luôn á các bạn ơi. Dù chơi Minecraft thường hay Minecraft siêu thật thì công việc đầu tiên luôn là chặt gỗ để có thể sinh tồn. Nhưng mà chặt gỗ trong phiên bản này, nó rất là ảo ma Canada. Khi đang chặt gỗ thì nó có một cái hiệu ứng bị vỡ cái lớp vỏ nhìn 3D, trông nó xịn sò ghê chứ. Còn khi chặt xong thì block gỗ nó vỡ ra và nó sẽ bị bể ra, lan ra hết cả cái cây. Và cái hiệu ứng vỡ block trông rất là hay ho luôn. Mấy cái block lá này thì mình còn có thể đẩy đi được nữa. Ngầu lò ghê luôn á chứ. Uầy, nhìn bánh cuốn thật sự luôn các bạn à. Và mình còn phát hiện ra một điều nữa là các item khi rơi xuống đất á, nó sẽ nằm chẹp bẹp dưới mặt đất chứ không có trôi nổi như Minecraft thường đâu. Đúng là Minecraft siêu thật có khác. Tới cây cúp gỗ thì nó cũng được thay đổi cái ngoại hình, nhìn nó 3D, góc cạnh rất là rõ ràng luôn các bạn. Còn việc đập đá thì nó còn ảo hơn nữa. Ở đây là nói đập cái cục block đá, chứ không có phải là đập đá đâu nha mấy cha. Kiểu cái thế giới này, nó có trọng lực hay thế lực gì đó, làm các block phía trên sẽ bị vỡ ra hết các bạn à. Rất là ảo ma luôn. Đập một cục thôi mà nó làm ra cả một đống luôn. Các mảnh block văng tứ tung tung, nhìn rất là hỗn loạn. Đúng là Minecraft siêu thật, nó phải bùng nổ như vậy chứ. Kiểu này mà đi mai chắc căng lắm đây. Cả cây rìu cũng được thay đổi cái ngoại hình nữa, nhìn trông nó chiến lắm. Con gà trong phiên bản này thì nó có màu vàng, và cái hiệu ứng khi xử nó thì... nhìn mình chấm hỏi không biết bình luận gì luôn á các bạn à. Trông nó đần dễ sợ luôn á trời. Úi dồi. Úi dồi ôi, thiên đường là đây. Còn đá banh nữa chứ, Tiến ơi là Tiến. Khi chặt cây mía thì nó cũng có cái hiệu ứng những cây mía nhỏ nó rơi ra, nhìn nó ra gì ghê. Công nhận là Minecraft siêu thật, tuy nó có hơi nặng thiệt đó, nhưng đáng để thử nha các người anh em. Cái giường ở trong phiên bản này, nó cũng được 3D hóa lên, trông rất gì về này nọ. Và ngồi lên một xí là khi mình phá cái block cỏ, nó cũng có cái hiệu ứng cỏ bị vỡ ra, trông nó rất là bánh cuốn luôn á. Ngồi đập đập cỏ cả ngày cũng được nữa. Cậu thanh niên này là một bệnh nhân mới của khoa cai nghiện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. 22 tuổi, từ một sinh viên học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời dụ dỗ của đám bạn. Cậu thường xuyên có những cuộc ăn chơi tại quán bar, vũ trường. Cũng từ đây, cậu bắt đầu biết đến bóng cười. Đập block than ra nhìn nó vỡ từng khối ra. Trông nó thật ghê á. Vừa đập vừa ghiền. Nhưng mà nó hơi phiền một cái là mấy cái block phía trên nó sẽ bị vỡ ra, gây hơi lắc máy một tí. Mấy bạn nào mà yếu yếu á, mà xuống đi mai có lỡ đào sai một tí là nó lắc lắm á nha. Khi mình chạy thì nó sẽ có cái hiệu ứng đất bị văng lên, trông nó rất là thú vị. Vừa chơi vừa khám phá, nó cũng vui á nha mấy bà. Đi dạo một hồi thì mình có tìm thấy một cái khe nứt. Và đặc biệt dưới đây có một cái hầm mỏ bỏ hoang. Mà vừa mới xuống có một tí à, mà nó rất là loạn luôn rồi. Sợ thiệt cơ chứ. Úi dồi ôi, nó loạn lạc thật sự luôn.
bản sắc này trông nó lạ ghê, nhưng mà nó vẫn rất là bánh cuốn các bạn à. Ui trời ơi là trời, may mà mấy cái block đá rơi xuống không có gai sát thương ấy chứ. Nó mà gai được đam là khỏi đi mai luôn nha. Này thì nhoi nè, này thì nhoi. Có được ít sắt rồi thì mình chế tạo một cái xô nước và một cái khiên để thuận tiện cho việc đi mai xuống sâu. Sẵn thì mình chế tạo một cái cúp sắt để có thể đào được kim cương. Đào sâu xuống dưới thì mình có thấy một cái rương xe mỏ, nhưng mà nó cũng không có gì hấp dẫn hết trơn á. Ui trời ơi, ơi động đất à, không phải, đó là tiếng Nether Gaming đang đi mai. Cái cuốn sách Enchant nó cũng được thay đổi hoàn toàn nè. Nhìn nó tối tối như cuốn Death Note trong thế giới Weebu ghê. Nó còn được 3D lên nữa chứ, cầm trên tay thấy nặng hẳn ra luôn á. Có đủ sắt rồi thì mình chế tạo một set đồ sắt và hồ biến. Tưởng kiếm thì nó không có thay đổi gì, mà ai ngờ kiếm sắt nó thay đổi hoàn toàn luôn nha. Chỉ có kiếm đá mới u như kỹ y như cũ thôi. Đi xuống dưới tầng đá vực sâu thì mình có tìm thấy vàng, mà nhìn nó giống như mấy cái hạt thóc cho chim ăn vậy đó. Còn đây chính là quặng lapis nha quý vị, trông nó như một loại đá quý vậy đó, nhìn nó đẹp ghê. Mà xuống càng sâu thì quái nó càng nhiều càng nguy hiểm. Vậy nên giờ mình còn phải nhanh chóng tìm được thứ quý hiếm nhất mà mình đang cần tìm. Quặng đá đỏ nè, nhưng mà không phải cái thứ mà mình đang cần tìm đâu nha. Cái quặng gì mà nó trên cao quá vậy? Quặng gì mà nhìn lạ thế? Nói chứ trèo lên nó cũng hơi cực đó nha. Hơi mệt rồi đó. Và bất ngờ, đây chính là quặng kim cương. Mà treo lên muốn bệnh luôn á. Cho có hai quặng kim cương à? Gì mà kỳ ghê á. Đã khổ cực chịu khó trèo lên như vậy rồi, thì ông cho hẳn ba cục kim cương luôn đi cho rồi. Sao hay ra dễ quá vậy? Đúng là vô chi mà. Còn xém chết nữa chứ mấy bạn à. Đúng là đời như củ mồng tơi mà. Đây rồi, thêm được viên kim cương nữa, đủ để chế tạo cúp kim cương rồi. Đi hoài mà mình cũng chả kiếm được thêm viên kim cương nào nữa, nên mình đi lên trên. May sao gần chỗ khu vực spawn á thì nó có một cái ngôi làng. Ngon ngon, đang vô gia cư mà có ngôi làng gần đây thì khỏi phải bàn luôn. Ngoài ra thì nó có thêm một cái tàn tích cổng địa ngục ở kế bên cái làng. Và đặc biệt, nó nằm ngay trên mặt nước, nhìn rất là đẹp luôn. 10 điểm cho chất lượng. Các block địa ngục nó cũng được thay đổi ngoại hình. Block obsidian thì nhìn nó như là block vực sâu vậy á. Để dưới hang là khó mà phân biệt được khi chỉ nhìn thôi á. Làng đây rồi. Kế bên làng là khu tuyết luôn nè. Trông nó hay ho quá nè. Tưởng làng này nó sẽ rộng lắm, nhưng mà ai ngờ nó có một vài ngôi nhà dân làng thôi à. Chắc làng này thuộc diện trung bình hộ cận nghèo thôi. Do nhà trong làng này nó nhỏ quá nên mình cũng không thể ở nhờ được. Thế nên là mình chọn ngay cho mình một cái căn nhà ngàn sao với view đồng cỏ mênh mông rộng lớn, hay nói ngắn gọn hơn là ở ngoài đường. Còn rương nhìn nó cũ kỹ ghê á chứ, mà nhìn kỹ xíu trông nó cứ sợ sợ ghê ghê kiểu gì á. Có chỗ ở tạm thời rồi thì mình đi trồng mấy cây mía xung quanh cái hồ. Mà ở trước nhà mình đang có mấy cái hố cái rãnh trông nó là xấu xí, nên mình đi đào thêm một ít đất để lấp nó lại. Chứ cái phong cảnh đang thơ mộng như vậy, tự nhiên đâu lòi ra mấy cái lỗ trông nó kỳ lắm. Mà lỡ lấp có hơi dư một tí mà nó xảy ra cái hiện tượng như vậy nè. Thật là vô nghĩa. Hey, nếu biết trước như thế thì ta đã không tranh giành đấu đá nữa. Trong phiên bản này thì đi mai rất là cực,
bởi vì cái việc trọng lực khiến cho việc đập block sẽ rất là lắc máy. Vậy thì lượng sắt đang rất là hạn hẹp cho mình, nên mình sẽ tiến hành làm một cái máy farm sắt để có thể tạo ra một nguồn cung cấp sắt vô hạn cho 5-6 người xài dư sức. Nhưng mà trước khi đó thì mình cần phải làm một cái máy farm dân làng để có thể nhân giống dân làng lên để phục vụ cho công việc xây máy farm sắt. Mà khi xây thì nó toàn là như này không à. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được cái máy farm dân làng rồi trời. Wow. Tuy rằng có một vài cái nó hơi lòi lõm một tí, nhưng mà giờ mà phá ra thì chắc xó game luôn quá. Còn giờ thì cuốc đất lên trước thôi các bạn ơi. Bữa giờ xây cái máy này mà tốn gần hết thức ăn luôn rồi. Vậy nên lại chắc sống chung một làng rồi, chắc mấy anh dân làng không nói gì đâu ha. Việc tiếp theo là phải dẫn dân làng lên trên cái máy kia. Mình tự nhiên lúc này nảy lên một cái ý tưởng ngốc nghếch là sẽ dùng cái dây dẫn để dắt mấy anh dân làng lên. Thế nên mình dùng cái xích để có thể tìm đến khu vực đầm lầy. Chào ông cháu nha, mặt ông cháu nhìn hơi ngu quá nha. Mà đi, mà cũng đi nhầm đường nữa chầu quư. May sao mà cũng tới được khu đầm lầy là may rồi. Ở khu đầm lầy này thì mình có thấy một con mob mới là con ếch. Lần đầu tiên mình thấy con mob này luôn á. Mà trong cái tướng đi, nó cứ kển kện, trông chắc chơi người dơ ghê chứ. Slam đây rồi các bạn ơi. Sự nói xong, cái nó rớt ra thành từng mảnh slam nhỏ, trông nó ngu ghê. Chế tạo được dây thần rồi, và mình giờ mới nhận ra là dây thần không có dắt được dân làng đi lên các bạn à. Trông vô chi thực sự. Vậy nên là giờ mình còn mỗi cách là dùng thuyền để chèo mấy ông dân làng lên đó thôi. Mà may sao, tự nhiên tới gần đó thì nó tự động trèo lên. Ở trên đó thì có mấy cái thùng ủ phân, nên anh dân làng sẽ chạy lên đó để nhận nghề. Mà không ngờ xa như vậy mà máy ảnh có thể thấy được, để trèo lên cũng giỏi ghê chứ. Và sau một hồi thì mình cũng đã dắt được thêm 3 anh dân làng nữa lên. Vậy là giờ cứ chờ máy ảnh có được thức ăn trong người, là giờ cứ sau một ngày là mình có thêm dân làng rồi. Và sau khi có được một cái máy farm dân làng rồi thì giờ mình bắt đầu xây dựng máy farm sắt thôi. Do vì có trọng lực nên việc xây dựng một cái máy farm sắt kiểu thường thấy là xây ở trên không trung á thì sẽ rất là khó khăn và phức tạp. Thế nên mình sẽ làm một cái máy farm sắt ở dưới đất. Mà ai ngờ nó cũng xảy ra rất là nhiều cái ngớ ngẩn và ức chế nhất quả đất. Mà trước khi tới những pha ức chế thì mọi chuyện xảy ra khá là suôn sẻ. Xây dựng bữa giờ thì thức ăn của mình cũng đã gần cạn kiệt rồi. Thế nên mình có làm một cái ruộng nho nhỏ để có thể trồng lúa kiếm thức ăn. Và công đoạn tiếp theo là mình sẽ đưa dân làng xuống dưới cái máy farm. Còn giờ thì mình còn phải treo máy để cho dân làng tụi nó sinh sản ra đủ 20 dân làng thì mình mới có thể sang công đoạn tiếp theo được. Trong thời gian treo máy thì mình cũng có đi thu hoạch cái ruộng lúa của mình, nhưng mà nó lạ lắm. Đi thu hoạch lúa mà nó không yên nữa chứ. Thu hoạch mà nó cũng phải sạt lở đất cho nó tan tành mấy khó như này nó mới chịu á. Và sau 7-7-4-9 ngày thì số lượng dân làng cũng đã đủ rồi. Vậy thì mình tiếp tục cái công đoạn tiếp theo của máy farm thôi. Và đây chính là bắt đầu cho những sự ức chế. Và cuối cùng, sau rất là nhiều khó khăn thử thách thì mình cũng đã hoàn thành được cái máy farm sắt rồi. Giờ thì mình chỉ cần treo máy và chờ mấy con Iron Golem spawn ra ở trên nước, và sau đó là nó tự động chảy vào lava, và từ đó là mình có được sắt rồi đó. Giống như vậy nè. Thế là mình cũng tiến hành treo máy một tiếng để test thử hiệu năng sản xuất được bao nhiêu. Và bất ngờ ngỡ ngàng ngất ngưỡng đạt con số khủng khiếp bất ngờ. Đó là chả có thêm thỏi sắt nào hết ngoài 5 thỏi sắt từ con Iron Golem được thử nghiệm đầu tiên. Đúng là bịp mà. Cái vàng dân làng bên cái máy farm dân làng cũng tự nhiên đâu mà bốc hơi mất tiêu. Cái phiên bản này
nó cứ bịp bịp kiểu gì á. Mình là mình hơi thích cái cách phiên bản này nó bịp mình nữa đó nha. Quá là chán nản, nếu mình set đít lên đi xài tiếp một cái máy farm khác, không farm sắt được thì mình tiến hành sang farm kinh nghiệm. Và sau 7749 ngày thì mình cũng đã hoàn thiện được gần hoàn tất cái máy farm kinh nghiệm rồi, thiếu một cái đường lên nữa là hoàn thành rồi. Và nên là mình sẽ làm một chuyến sang bên địa ngục để lấy các linh hồn làm đường nước đẩy lên phía trên. Mà công nhận trong cái cánh cổng địa ngục nó ảo ma ghê chứ. 10 điểm. Sẵn tiện thì mình lấy cái block bột xương về để bón cho cái cây luôn. Wow. Nhưng mà cái cột nước này chỉ có thể đẩy lên gần tới đỉnh thôi, chứ mà tới đỉnh là nguy cơ cao là nó bể hết mấy cái block phía trên luôn á. Và đây là cái máy farm của mình. Giờ thì mình chỉ có việc đứng ở phía dưới và chờ quả rơi xuống và chém thôi. Dễ ăn dễ trúng thưởng. Hiện tại thì mình đang thiếu kim cương để có thể chế tạo bằng enchant, thế nên là mình chui xuống hang để có thể đi mai kiếm thêm ít. Có kim cương rồi, nhưng mà hiện tại đang thiếu gia thuộc để chế tạo sách, vậy nên là mình sách ít lên để đi farm thêm gia thuộc thôi. Có đầy đủ rồi thì mình chế tạo bàn phù phép và chế tạo kệ sách. Giờ thì mình ngồi farm kinh nghiệm thôi. Mình ngồi farm thêm kinh nghiệm và cố gắng enchant được cho cây cúp kim cương của mình có dòng da tà ba để chuẩn bị cho công cuộc đi mai bùng nổ. Và sau 7749 ngày thì mình cũng đã tìm được dòng da tà ba rồi, nhưng mà nó có mỗi dòng da tà ba thôi, gì mà keo kiệt thế không biết nữa. Nhưng mà thôi, có còn hơn không các bạn à. Có được da tà ba rồi thì mình tiến hành một chuyến đi mai bùng nổ thôi. Úi ôi, tự nhiên đào lapis ra được kim cương, đúng là thằng may mắn đã ủng hộ mình mà. Khá khá kim cương rồi thì mình chế tạo một set đồ kim cương và làm các công cụ bằng kim cương luôn. Ôi ôi, chăm chiến chưa. Thích cái cách anh này mang giáp kim cương siêu xịn sò. Sau đó thì mình tiến hành đi enchant cho bộ giáp kim cương của mình. Kiếm được cây cung có dòng vô hạn ngon quá trời. Có được đồ ngon hết rồi thì mình qua bên địa ngục làm kinh doanh một tí với mấy thanh niên Big Dean. Hy vọng với gần một stack rưỡi vàng thì mình có thể kiếm đủ số lượng ngọc Ender. Và sau 7749 ngày thì hơn một stack vàng của mình được có bao nhiêu đây đội thôi các bạn à. Không có một ngọc Ender nào luôn á chứ. Tụi này là đa cấp hay sao á, chứ thấy là bịp lắm á nha. Mà may sao ở địa ngục này spawn ra rất nhiều Enderman luôn. Cứ đi xíu lại thấy 2-3 anh Enderman đứng chơ ra. Thế là mình cũng kiếm đủ Enderpearl rồi. Đi vòng vòng sang Enderman thì mình có thấy một cái pho chết, thế là qua sự nốt mấy thanh niên quỷ lửa luôn. Sau khi xử lý nhanh gọn lẹ và kiếm đủ số lượng mắt Ender và que quỷ lửa thì tiếp theo mình bắt đầu chuẩn bị táo vàng và cà rốt vàng để chuẩn bị cho công cuộc quấn rồng thôi. Get go. Bên The End thì nó cũng chả có gì khác mấy, nó chỉ có thay đổi Resurbat thôi, chứ cũng không có gì đặc sắc hết. Mà con rồng này thông thả 1 triệu hay sao á, thấy bắn phát nào né phát đó. Yeah.
nhiều khi nội lực của mình mạnh quá nên đánh vào không khí mà con rồng này cũng chịu không nổi nữa. Thế mà mấy bạn xem video này mà có nội lực thâm hậu hơn mình, xem video mà không chịu cho mình một like nữa chứ. Đúng là thâm hậu thâm hậu. Nhìn cái cách con rồng này nó đai này các bạn ơi, trông nó rụng rời nhìn hài ghê. Mỗi lần mà mình chạm vào quả trứng thì nó sẽ vỡ ra như thế này. Mà cái này chỉ là cái hoạt ảnh thôi, chứ thật ra là nó dịch chuyển đi nơi khác. Đúng là vỡ mà thật ra là không vỡ. Sau đó thì mình dành thêm một vài ngày nữa để đi tìm cái cánh cứng. Chiêu một tí thôi các bạn ơi. Mình có dùng trang web chân bay để có thể định vị được cái Ancient City. Mà tìm con bò thì thấy được con dê. Mình tìm thấy được một cái hang động tươi tốt. Và nhìn nó tươi tốt thiệt. Ui ui, axolotl màu xanh nè. Không biết đây có phải là con axolotl hiếm không ta. Và khi đào sâu xuống phía dưới thì mình đã tìm thấy được thành phố lãng quên. Ui, trông nó cũng hơi đáng sợ đó nha. Nhưng mà nhìn đẹp thiệt. Nhìn như là xung quanh được bao bọc bởi một bầu trời đầy sao vậy đó. Mình có thấy một cái rương ở nơi đây. Nhưng mà nó cho mình mỗi quả táo vàng thôi các bạn à. Sau đó thì mình tạo ra một anh Iron Golem để trêu chọc cái con quái vật Warden. Nghe bảo con này nó mạnh lắm nên mình đi chọc nó thử. Nhưng mà sao nó không chịu xuất hiện. Cho dù mình đi vòng vòng cũng chưa thấy nó đâu hết. Hay chắc là nó sợ mình, tính là ta đẹp trai rồi ta. Nhưng mà người ta có câu, chọc chó có ngày chó cắn, chọc Warden có ngày bị vẽ chơi sắp mặt. Lần đầu tiên thấy Warden run cầm cập luôn các bạn ơi. Xuống dưới khi đánh nhau với nó đi bà. Xuống đây. Ây da, hết sắc rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Còn cái nịt